Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Biết Quê Miền Tây. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện món sườn chay chiên nước mắm. Từng miếng sườn chiên giòn được áo xốp nước mắm thơm lừng, có cả phần cọng sườn và xốp thịt, nhìn y như sườn thật luôn. Tuy là món sườn chay nhưng chỉ với một vài thao tác nhỏ, chúng ta có thể làm ra món sườn chay chiên nước mắm vô cùng hấp dẫn, không thua kém gì món sườn mặn nha các bạn. Nào chúng ta hãy cùng vào bếp thực hiện món sườn chay vô cùng hấp dẫn này. Nếu các bạn thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nguyên liệu của chúng ta hôm nay bao gồm sườn chay. Sườn chay chúng ta ngâm nước cho mềm, rồi rửa lại nhiều nước rồi quắt cho khô nhé các bạn. Vài tép tỏi, vài trái ớt và vài lóng mía. Phần mía này mình làm cọng sườn cùng với các gia vị nêm, nước mắm, tương ớt, bột ớt, đường, hạt nêm, bột tỏi và bột chiên giòn. Đầu tiên chúng ta cắt sườn chay thành từng miếng vừa ăn. Miếng sườn to như vậy mình cắt làm 4 là vừa đó các bạn. Tiếp theo là mình ướp sườn chay nha các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê bột ớt. Nếu không có bột ớt thì các bạn có thể thay thế bột điều màu, cùng với nửa muỗng cà phê bột tỏi nha các bạn. Rồi chúng ta trộn đều lên. Bột tỏi tạo hương vị món ăn thêm thơm ngon, nếu không có bột tỏi vẫn được. Chúng ta có thể xóc đều lên cho sườn chay thấm đều gia vị. Tiếp theo mình làm cọng sườn nha các bạn. Nếu các bạn không có mía thì mình có thể thay thế bằng sả cây nha các bạn. Mình chẻ mía thành từng miếng nhỏ như vậy nè. Phần mía này giúp cho sườn chay chúng ta có cọng sườn giống sườn thật hơn. Sau đó chúng ta băm tỏi ớt để lát nữa mình làm phần nước sốt. Ớt mình cũng sắc ra luôn, tùy theo các bạn ăn cay được nhiều hay ít mà mình thêm hoặc bớt nha. Phần mía làm cọng sườn này mình cắt một đầu nhọn để mình xiên qua miếng sườn chay cho dễ nha các bạn. Mình cắt một đoạn khoảng 5-6cm như vậy nè các bạn. Sau đó mình xiên qua miếng sườn chay theo chiều dọc như vậy nè. Mình xiên từ từ thôi để miếng sườn không bị gách. Rồi mình cắt bỏ phần đầu nhọn đi nha các bạn. Tiếp theo như vậy, mình làm hết tất cả phần còn lại luôn nha cả nhà. Sau đó chúng ta cho vào một tô lớn để tẩm bột miếng sườn chay. Mình dùng bột chiên giòn gắt đều lên để áo miếng sườn chay. Sau đó các bạn lắc đều lên để miếng sườn tẩm đều bột nhé. Và tiếp tục mình cho thêm ít bột rồi xốc lên. Ở đây mình dùng khoảng 4 muỗng canh bột chiên giòn. Sau khi sườn chay đã thấm đều bột thì chúng ta bắt đầu công đoạn tiếp theo. Sau đó chúng ta bắt chảo lên bếp rồi cho dầu vào. Món này chúng ta chiên ngập dầu nha các bạn. Đến khi dầu nóng, chúng ta thử đũa rồi cho miếng sườn chay vào chiên.
Lúc này mình chiên lửa nhỏ thôi nha các bạn, để cho miếng sườn được giang đều. Mình chở đều hai mặt cho miếng sườn giang đều nha các bạn. Món này mình chiên cho cọng sườn vàng như vậy nè các bạn, nhìn mới giống cọng sườn thật. Sau đó mình vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Rồi sau đó mình chiên hết phần xương còn lại. Sau khi phần xương đã chiên xong thì chúng ta bắt đầu làm phần nước sốt. Đặt chảo lên bếp, rồi mình cho dầu ăn vào. Đợi đến khi dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi vào phi thơm. Khi tỏi vừa hoàn tới thì mình cho ớt vào. Đảo đều rồi tắt bếp. Rồi bắt đầu chúng ta làm phần nước sốt. Tiếp theo mình cho vào 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng tương ớt để tạo độ sánh cho màu thêm hấp dẫn, cùng với 1 ít nước. Rồi sau đó chúng ta bật lửa, rồi phấy đều lên. Mình để lửa nghiêu nghiêu cho nước sốt sệt lại, rồi nếm thử cho vừa khẩu vị với mình. Lúc này nước sốt đã vừa ăn rồi nha các bạn. Sau khi nước sốt đã sệt thì mình sẽ cho sườn đã chiên vào. Rồi đảo đều. Chúng ta có thể xóc chảo lên cho sườn thấm đều gia vị. Sau khi sườn đã thấm đều gia vị và hút hết nước sốt thì chúng ta tắt lửa. Mình đã hoàn thành món sườn chay chiên nước mắm rồi nè. Bây giờ mình cho ra đĩa và dùng cơm thôi các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn chưa nào? Món sườn chiên nước mắm có hương thơm nhẹ từ nước sốt và chút vị cay cay của tương ớt, đậm đà của gia vị, màu sắc đẹp mắt, khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nếu các bạn thấy cách làm này hay, cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh Bếp Quê Miền Tây để cập nhật thêm những video mới nhất bạn nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.